Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em. Giờ đây tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ hai, 27 tháng 3 năm 2023, sau Chúa Nhật thứ năm, mùa chay. Hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe dụ ngôn người đàn bà ngoại tình và cũng rất là hay. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ôliu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạt đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã bước vào tuần thứ 5 trong năm Chúa Nhật Mười Chay. Chúa Nhật tới là Chúa Nhật Lễ Lá. Chúng ta bước vào tuần thánh với thứ 5 tuần thánh, thứ 6 tuần thánh và thứ 7 tuần thánh. Đêm thứ 7 tuần thánh chúng ta đã long trọng cử hành lễ Chúa Phục Sinh. Và chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là Đức Giêsu phải trải qua mùa chay mới tiến vào mùa Phục Sinh. Phải trải qua gian khổ thì mới được vinh quang. Tất cả chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không có mùa chay thì cũng không có niềm vui Phục Sinh. Vì thế trong tuần cuối cùng của mùa chay thánh này, chúng ta hãy cố gắng làm những việc lành phúc đức. Như Chúa Giêsu đã dạy cho tất cả chúng ta có 3 việc lành phúc đức. Thứ nhất là bác ái, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là ăn chay. Ôn lại lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 5. Trong Chúa Nhật thứ 5 đó là Chúa Nhật Đức Giêsu, chính là sự sống lại và là sự sống. Qua biến cố Đức Giêsu làm cho anh Lazaro chết 4 ngày được sống lại. Điều này khẳng định một điều: Đức Giêsu Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Qua câu chuyện mà Chúa làm cho Lazaro chết sống lại đó, chúng ta cũng rút ra được 3 bài học. Bài học thứ nhất, trong những lúc đau khổ, nhất là đau ốm bệnh tật, hãy chạy đến cầu cứu với Chúa Giêsu. Hàng ngày thì trong tất cả các giờ kinh của con thì lúc nào con cũng nhớ đến trước tiên là các bệnh nhân. Không chỉ là xin ơn cho các bệnh nhân được khỏi bệnh, mà con cũng cầu nguyện xin cho các bệnh nhân biết chạy đến với Chúa. Xin cho các bệnh nhân biết chạy đến với Chúa. Thế thì cái qua câu chuyện Lazaro được sống lại đó, thì trong những lúc khó khăn, nhất là đau ốm bệnh tật, xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu. Rồi cái thứ hai, khi Đức Giêsu nghe tin Lazaro đau nặng và được cô Martha và Maria mời Chúa Giêsu đến để chữa cho Lazaro, thì Chúa không đến. Chúa không đến, Chúa để cho Lazaro chết. Đây là cái cách giải quyết của Chúa rất là đặc biệt. Khi chúng ta gặp gian nan khốn khó thì chúng ta cũng muốn Chúa giải gỡ ngay. Khi chúng ta đau ốm bệnh tật, chúng ta cũng muốn Chúa giải gỡ ngay. Khi chúng ta khó khăn, chúng ta cũng muốn Chúa giải gỡ ngay. Nhưng trong trường hợp của Lazaro, Chúa để cho Lazaro tận cùng của đau khổ là cái chết. Chúa để cho Lazaro chết, không chỉ chết 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mà là chết 4 ngày luôn. Thì đấy là cái cách giải quyết của Chúa. Khi chúng ta đau khổ, hãy biết chạy đến với Chúa. Nhưng khi chạy đến với Chúa, có thể Chúa để cho chúng ta đau khổ đến tận cùng. Có thể Chúa để chúng ta đau khổ đến tận cùng. Và khi chúng ta đau khổ đến tận cùng, Lazaro chết 4 ngày, Chúa làm cho Lazaro sống lại. Thế thì đây cũng là một cái, con nghĩ là một cái bài học rất là hay ha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta gặp khó khăn, hãy chạy đến với Chúa. Và có thể càng đến với Chúa chúng ta càng đau khổ, thì chúng ta hãy nghĩ rằng Chúa để cho chúng ta đau khổ đến tận cùng, Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại. Tức là sẽ có một lối đi mới cho tất cả chúng ta. Hình như là con có một lần con có nghe một anh thanh niên anh chia sẻ với con là anh nói rằng là khi mình gặp khó khăn á, thì đến với Chúa, thì Chúa để cho cái khó khăn nó đến tận cùng. Và khi khó khăn đến tận cùng thì Chúa mở một lối đi mới cho chúng ta.
Thế thì qua câu chuyện của Lazaro thì cũng cho chúng ta được cái bài học này. Khó khăn đến với Chúa, có thể Chúa để cho chúng ta khó khăn đến tận cùng. Rồi Chúa làm cho Lazaro sống lại, tức là Chúa mở một lối đi mới cho tất cả chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống, để bất cứ ai sống mà tin vào người thì sẽ không bao giờ phải chết. Đây là một niềm sắc tín, con nghĩ là một cái ơn lớn. Sáng hôm nay thì có một chị nói với con là: cha ơi, con có một người thân, anh ta cũng đau ốm, gọi là cũng là ung thư giai đoạn cuối rồi. Thì con đến con cũng khuyên anh ta là chờ, là vào đạo để anh được ơn của Chúa, để anh được về với Chúa. Nhưng mà anh ta nói rằng là: tôi thấy là nhiều người có đạo như cô thì cũng đau khổ chứ có gì, tôi có thấy cái gì đâu. Thế thì chị nói với con là: cha ơi, cha có một cái video clip nào hay có một cái bài nói chuyện nào mà có thể làm cho anh ta trở lại đạo được không? Thế thì con nói với chị ấy rằng là không có cái video clip nào, không có cái bài nào mà làm cho người ta trở lại đạo hết. Trở lại đạo là cái ơn đức tin. Vì thế chúng ta phải xin ơn đức tin cho người ta. Nếu họ được ơn thì họ sẽ trở lại. Còn nếu họ không được ơn thì chúng ta có nói cỡ nào thì người ta cũng không trở lại. Người ta cũng không có vào đạo. Thế thì trước tiên là chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin ơn đức tin cho anh ấy nhé. Rồi khi anh ta được ơn thì là anh ta sẽ nhận biết. Chúng ta cũng vậy, ngay cả chính chúng ta cũng phải luôn luôn là lạy Chúa xin củng cố đức tin cho chúng con. Lạy Chúa xin củng cố đức tin cho chúng con. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay, dụ ngôn người phụ nữ ngoại tình. Chúng ta cũng được nghe cái bài hát mà một không biết là tác giả nào nó sáng tác cái bài hát này đó. Người đàn bà 2000 năm đó, chuyện người đàn bà 2000 năm trước đấy. Áo rách tà thơi gì đó đấy. Thì chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được đưa lên trước mặt Chúa. Thế nhưng Chúa Giêsu đã không lên án chị ta. Đây là một cái bài học lớn lớn lớn. Chúng ta thường dựa vào luật để kết án nhau, nhưng mà Chúa thì không. Chúa lấy lòng thương xót để tha thứ cho người khác. Lề luật giúp cho chúng ta nhận ra tội lỗi để chạy đến với lòng thương xót Chúa, chứ không phải là lề luật để cho chúng ta thấy tội rồi kết án nhau. Xin cho chúng ta. Thực sự thì đối với cá nhân con thì con cũng đón nhận cuộc sống này. Nhiều khi chính bản thân mình và nhiều người thì chúng ta cũng cứ hay kết án nhau. Thì con cũng tập quen với cái cuộc sống người ta thích kết án nhau, dựa vào luật để kết án nhau. Nhưng với thâm tâm của con thì con vẫn luôn luôn là dựa vào luật Chúa để biết mình có tội. Khi biết mình có tội, thấy tội mình, thấy tội anh em, để chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe Chúa nói một cái câu rất là tuyệt vời: ai trong các ông sạch tội thì ném đá. Ném đá cái người đàn bà này đi, và không ai dám làm cả. Chúa Giêsu nói nếu anh em kết án thì anh em cũng sẽ bị kết án. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó, còn thầy nghĩ sao? Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt nha. Những người kinh sư và pha-ri-siêu luôn luôn là dựa vào luật để kết án. Còn đối với Chúa Giêsu đó thì Chúa Giêsu không có thể nói là Chúa Giêsu không dám làm như vậy. Bởi vì nếu dùng luật mà kết án thì chúng ta cũng bị kết án luôn. Nếu cứ lấy luật mà kết án thì con người chết hết. Chúa Giêsu lấy tình thương và lòng thương xót. Lề luật đưa người ta nhận ra tội lỗi, và tội lỗi đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa để được tha thứ. Thế thì những người kinh sư và pha-ri-siêu này thì lúc nào người ta cũng tự hào mình là những người giữ luật này, nên là lấy luật mà kết tội cái người đàn bà ngoại tình này. Nhưng mà có thể chúng ta có thể nói là Chúa Giêsu nói rằng cái người đàn bà này phạm ngoại tội ngoại tình, nhưng ông kinh sư và pha-ri-siêu còn đầy những cái tội kiêu ngạo. Con thì con nhiều khi thì cũng có những người đến tâm sự với con: với cha, cuộc sống của con tội lỗi lắm. Con ngẫm lại con thấy con quá nhiều tội luôn. Tội nào con cũng phạm được hết trơn, con buồn quá. Thế thì con cũng nói với anh ấy rằng là: con thì con ngoại tình, con thì con ăn cắp, con thì con sống buông thả. Nhưng mà cha cũng có những cái tội của con, mà có thể nói rằng cái tội lớn nó là cái tội kiêu ngạo, cái tội thách thức Thiên Chúa, cái tội coi thường Thiên Chúa. Thế thì anh có cái tội đó, nhưng mà tôi cũng có những cái tội.
của tôi cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Chứ còn dựa vào luật là chúng ta sẽ chết hết. Đấy. Thế thì những người kinh sư và pha-ri-siêu này đó, thứ nhất đó là tự coi mình là người tuân giữ lề luật, tự coi mình là người đạo đức. Nên là đem luật ra để mà xử cái người đàn bà này. Yeah. À, họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong sách luật ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạ đàn bà đó. Tức là theo luật, à, lấy luật ra mà xử thì bà này sẽ phải bị ném đá. Ừ. Cái điều này là cũng làm cho chúng ta gợi ý đến câu chuyện của thánh cả Giuse đó. Khi thánh cả Giuse thấy Đức Mẹ mang thai đó. Nếu mà thánh cả Giuse cũng là những người mà cứ dựa vào luật mà xử thì Đức Mẹ thì cũng phải đem ra mà ném đá đó. Nhưng mà thánh cả Giuse không dựa vào luật à, mà thánh cả Giuse còn hơn cả lề luật nữa. Chắc chắn là thánh cả Giuse cũng có được cái niềm tin, cái ánh sáng để thấy rằng Đức Mẹ không phải như thế, mà phải có một cái đường lối nào đó khác. À, Chúa Giêsu cũng đã dạy tất cả chúng ta là anh em phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Nếu luật dạy chúng ta còn phải hơn như thế nữa. À, thế thì mấy cái ông này đã tự coi mình là người sống luật tốt nên là lấy luật ra mà xử cái người đàn bà này. Trong sách luật ông Mô-sê truyền chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này. Còn thầy nghĩ sao? Ý thứ hai là mấy ông cũng muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu nói rằng là luật dạy thế nào thì các ông cứ làm như thế. À, thế thì điều này có thể là mấy ông cũng sẽ dựa vào luật để mà kết án Chúa Giêsu luôn. Chúa Giêsu phạm ngày Sa-bát. Chúa Giêsu chữa bệnh ngày Sa-bát. Nếu Chúa nói là luật dạy thế nào thì các ông cứ xử, thì là Chúa Giêsu bị giăng bẫy mấy ông này. Mấy ông thực ra thì đối với cái người đàn bà này, đối với các ông thì cũng coi là cái hàng tép riu thôi chứ có là cái gì. Cái mà những người lãnh đạo Do Thái này nhắm đến là phải triệt hạ Chúa Giêsu. Nên là họ đưa cái câu chuyện này, nhưng mà trong sách luật dạy như thế thì còn thầy nghĩ sao? Nếu Chúa nói luật dạy thế nào thì cứ làm thì người ta cũng sẽ dựa vào luật để kết án Chúa Giêsu. À, mà nếu Chúa Giêsu nói rằng là không có được kết án người ta thì người ta sẽ nói là Chúa Giêsu phạm luật của Mô-sê. Họ đẩy Chúa Giêsu như vậy. Mà Chúa Giêsu thì có những cái điều mà làm cho chúng ta rất là ngỡ ngàng. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Một là Chúa bị kết án vì cứ theo luật thì Chúa bị kết án vì Chúa phạm vào những cái luật ngày Sa-bát chẳng hạn. À, và nếu mà Chúa tha cho người ta thì Chúa cũng phạm vào luật của Mô-sê. Nên là người ta gài bẫy Chúa Giêsu để Chúa trả lời cách nào thì cũng bị giăng bẫy hết. Trả lời cách nào cũng bị giăng bẫy hết. Chúa bảo ném đá thì Chúa cũng chết, Chúa bảo tha thì cũng chết. Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy con tay viết trên đất. À, Chúa Giêsu thật sự là Chúa muốn kéo dài thời gian để cho các ông suy nghĩ đi. Nếu cứ lấy luật mà xử thì cái người xử trước tiên là các ông. Chúng ta nhớ cái điều này nhé. Nếu chúng ta cứ lấy luật để mà xử nhau thì Chúa nói là nếu lấy luật mà xử thì ta xử ngươi trước. Ta xử ngươi trước, chứ không phải không. Đấy. Nên là thôi, qua cái dụ ngôn này, tất cả chúng ta cũng vậy. Đừng kết án ai hết, đừng xử ai hết. Nhưng chúng ta và họ cùng chạy đến với lòng thương xót Chúa. Vì người cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và nói, câu này là câu thuộc lòng nè. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúa Giêsu nói một câu, tức là đẩy các ông lên trước, trước tòa Chúa và trước tòa án lương tâm của mình. Nếu có ông sạch tội thì ông cứ việc ném. À, đấy. Thế thì nếu có ông kết án kẻ có tội thì người kết án đầu tiên là các ông. Đấy. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Câu này phải là câu thuộc lòng cho tất cả chúng ta nha. Nếu các anh sạch tội thì các anh cứ việc kết án người khác. Các anh kết án người khác thì Chúa sẽ xét xử các anh. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Chúa Giêsu vẫn cứ kéo dài. Chứ còn nếu mà Chúa Giêsu thẳng thừng ra, Chúa Giêsu nói rằng là nếu người đàn bà này phạm tội ngoại tình phải ném đá thì cái người ném đá trước tiên là các ông. Các ông là những người đã ngoại tình với Chúa hay là ngoại tình mà tưởng là không ai biết cả. Đấy. Nhưng mà thôi thì Chúa thương cái người đàn bà này thì Chúa cũng thương mấy cái ông này. Chứ còn nếu mà Chúa nói là theo luật, nếu mà mấy ông này nói mà giờ theo luật thì người đàn bà này phải ném đá. Nếu mà cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình mà bị ném đá thì các ông cũng phải ném đá luôn. Bởi vì các ông cũng đã từng ngoại tình, mà các ông cũng đã từng ngoại tình với Chúa. Này, nghe vậy họ bỏ đi hết kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Xem ra cũng khá là mỉa mai ha.
Vì thế mà càng lớn tuổi là càng phải đạo đức. Con thấy ông bà nhà ta nói cái câu mà con cứ sợ, đó là già sinh tật. Nhiều khi còn trẻ thì đôi khi mình sống phóng khoáng, sống thoải mái, lúc về già rồi sẽ tự ý nó nhỏ nhen. Con cũng sợ vậy. Nên là thôi thì cứ xin Chúa càng già càng hiền, càng già càng hiền. Mình chỉ nghĩ đến Chúa, nghĩ đến ra trước mặt Chúa thôi chứ. Người ngẩng lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi, không ai kết án chị sao? Người đàn bà đáp. Câu thứ hai mà chúng ta ghi nhớ: câu thứ nhất là ai trong các ông sạch tội thì ném đá đi, ném đá trước đi. Và câu thứ hai là Đức Giêsu nói: tôi cũng vậy, tôi không kết án. Chúa Giêsu là người vô tội mà Chúa cũng còn không kết án người có tội. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Thôi chị về và từ nay đừng phạm tội nữa. Đây là cái cách giải quyết của Chúa nhé. Thứ nhất, Chúa không kết án kẻ có tội. Thứ hai, Chúa chỉ muốn kẻ có tội bỏ đàng tội lỗi. Đây là cái đường lối của Chúa. Đây là dụ ngôn mà con rất là thích. Ông bà mẹ anh chị em có thể nghe đi nghe lại không? Kính thưa cộng đoàn, con có hai thông báo đến với cộng đoàn. Thông báo thứ nhất là ngày hôm qua trong lúc mà đi thăm những người nghèo đó, thì con lại sực nhớ đến những người nghèo bên Campuchia thì họ không có nước sạch để mà uống. Nên là ở Việt Nam thì con cũng đã ráp được hai cái máy lọc nước ở hai cái điểm nghèo rồi. Nhưng mà con cũng cứ nặng lòng với bên Campuchia là chưa có. Vì thế thì con cũng có cái ước nguyện là làm một cái máy nước sạch để bên Campuchia, để cho những cái người nghèo họ có nước sạch họ uống. Chứ còn nói người ta đã nghèo đã không có cái ăn chớ là còn uống nước sông nữa, nên là người run xám thì đủ thứ bệnh thật uống nước sông. Thế thì con cũng ước nguyện rằng là cái máy lọc đầu tiên là con sẽ làm ở bên đó. Thế thì trong khi nghĩ như vậy thì con cũng nhắn tin đến một số người quen để con cũng gợi ý là có cái dự án như vậy. Hôm nay trong giờ chia sẻ lời Chúa thì con cũng trình bày với tất cả quý ông bà và anh chị em, nếu có thể được thì mỗi người góp một chút để con sẽ làm một cái máy nước sạch để cho bà con bên đó có cái nước ở cái chỗ nghèo mà con đang phát cơm hàng tháng này, có cái máy nước sạch để họ khi họ đến họ có thể hàng ngày họ có thể họ đến họ lấy nước nước sạch họ uống, ít là như thế. Con thì con cứ quan tâm là cái ăn này, cái uống thì phải là nước sạch cả. Thế thì con cũng xin được trình bày đến tất cả quý ông bà và anh chị em nhé. Trong dự án nước sạch cho người nghèo thì chúng ta cũng có thể góp một chút tùy khả năng của chúng ta để con sớm làm được cái máy nước sạch cho bà con nghèo bên đó. Rồi nếu mà cái dự án này tốt thì cũng có thể mở ra thêm một vài điểm nữa. Rồi cái thông báo thứ hai là thứ tư tuần sau con sẽ đi qua Campuchia để giải tội, giảng tĩnh tâm và cử hành Tam Nhật Thánh cho bà con bên đó. Thì xin quý ông bà và anh chị em cũng hiệp ý với con. Con cũng sẽ chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em tất cả những hoàn cảnh khó khăn để chúng ta thờ phượng Chúa và liên đới với anh chị em, nhất là với anh chị em nghèo khó. Xin gia đình lời Chúa của chúng ta lắng nghe lời Chúa và yêu thương anh chị em, nhất là những người nghèo. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.